Xin chào quý vị và các bạn. Đây em Dung sẽ quay cho quý vị cô bác, bà con cô bác anh chị xem cái khóm mai vàng của em Dung ạ. Đây, hôm nay là mùng 3 tháng 10 âm lịch và khóm mai của em Dung này. Đây một cây măng. Đây hai cây măng. Đây 3, 4, 5, 6, 7. 7 cây măng lên một lúc nhé. Cô bác anh chị ạ, khóm này của em Dung là mới được có 8 tháng tuổi. 7 cây măng thì mới lại còn cây này là 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13, 14 cây. Đấy, 7 cây trước và 7 cây măng lên một lúc là được 14 cây măng. Mới được có 8 tháng tuổi mà được 14 cây rồi ạ. Đấy mà cây của em Dung á là mai vàng á là nó mọc tận mặt đất này. Mọc cành tận mặt đất, em Dung chiết cành này. Đấy. Cô bác anh chị ạ, chứ nó không giống cái loại mai vàng mà người ta bảo lên cây như kiểu cây bát độ đâu ạ. Và lá của nó đây nhá, em Dung quay cho cô bác anh chị xem lá này. Bởi vì em Dung trồng xen lẫn với cỏ ngọt cho nên là nhìn lá của nó. Đấy. Khóm mai của em Dung là được 8 tháng tuổi ạ. Đấy, đây là mai vàng ạ. Đấy, cô bác anh chị nhìn xem khóm mai vàng của em Dung 8 tháng tuổi. Thế nếu mà cô bác anh chị xem ở trên mạng và cũng như trôi nổi trên thị trường, bây giờ có những nhà vườn người ta bán mai vàng giá chỉ rẻ bằng một nửa của em Dung thôi. Nhưng mà nó lại là giống khác ạ. Thưa bà con, cô bác, anh chị. Mai là có 8 loại mai. Nhưng mai của em Dung đây nó là mai siêu lá, siêu măng. Xanh tốt quanh năm, mọc măng quanh năm. Em Dung xin hứa với bà con, cô bác, anh chị là đến tháng 12, tháng 11, tháng 12 âm lịch, em Dung sẽ quay lại những vườn mai này để cho cô bác anh chị xem em Dung nói có đúng không ạ. Hôm nay là mùng 3 tháng 10 âm lịch mà măng của em Dung nó vẫn đang mọc bình thường. Mà đây là nhà em Dung, đồi cao, cực cao nha, tận trên đỉnh đồi. So với bên dưới kia đây, cô bác anh chị nhìn này. Đấy, rất là cao. Và cái lưu ý nữa là cây mai của em Dung nó không to quá và nó cũng không cao quá, nó cứ là mặt đất thôi. Đây một khóm nữa đây. Đấy, cô bác anh chị nhìn xem, nó lù dù nhưng mà cây rất nhiều, cành thì mọc từ dưới mặt đất. Đây một khóm nữa. Đấy, em Dung chiết tận dưới mặt đất nhá. Chiết cành tận mặt đất, cành mọc từ mặt đất mọc lên. À, đây là mai vàng đấy ạ. Đây khóm này cũng mọc được một lúc được 4 cái măng cao cao rồi đây, và bên dưới còn 2 cái măng ngắn này. Đây, búi mai vàng của em Dung. Và xa xa đây là búi mai Thái này. Cái loại mai Thái này của em Dung cũng thế ạ. Không cao. Đây, cô bác anh chị nhìn xem. Không cao tí nào nhá. Đó. Lá này. Những cái cành này gốc của nó chỉ bằng típ 21 thôi. Típ nước 21 thôi mà lá này. Đó. Đây là giống mai Thái của nhà em Dung. Khác hoàn toàn với giống mai Thái trôi nổi trên thị trường mà người ta bán giá tiền bằng một nửa. Cô bác anh chị ạ. Em Dung xin nhắc lại. Mai có 8 loại mai ạ. Đây. Một khóm nữa. Ví dụ như khóm này thì đang lên 3 cái măng. Măng trực tiếp thực tế đây ạ.
Đó. Vào đây. Nó nằm bò ra đây cô bác anh chị ạ. Lá này, nằm bò nằm ngang luôn, tận mặt đất nhá. Đó. Nó không cao đâu ạ. Đó. Nó lên một cái nó nặng lá là nó bò xuống ạ. Và đây một khóm nữa. Em Dung vừa mới cắt cỏ ngọt đi thì bây giờ nó mới hở ra này. Đây. Đang mọc lên thêm hai cây măng nữa. Đấy. Và cành đây, từ mặt đất nhá. Cành từ mặt đất nhá cô bác anh chị. Cô bác anh chị nhìn xem này, cành từ mặt đất mọc lên. Chứ không phải như cái loại mai mà mai Thái, mai vàng mà của thị trường bây giờ người ta bán giá rẻ bằng một nửa của em Dung. Và nếu cũng có khách mà không biết giá, không biết giống thì người ta vẫn bán giá cao như thường. Thì nó mọc, cây nó lên thẳng như cây bắt độ ấy. Và măng cũng chỉ ra một mùa thôi, vào tháng 5, tháng 6 thôi ạ. Thế xong rồi là cây nó lên cao, nó không mọc, không mọc măng quanh năm là một, không mọc cành tại từ gốc là hai. Đấy. Mai Thái của em Dung cũng được 8 tháng tuổi thôi đấy ạ. Đó. Lá này. Bò ra luôn. Cành từ mặt đất nhá. Em Dung chiết bầu từ mặt đất nhá. Đó. Nếu bà con cô bác anh chị có nhu cầu trồng cây mai chính gốc của Phú Thọ, mai vàng, mai Thái và bương siêu lá, bương có 6 loại bương và mai có 8 loại mai, thì cô bác anh chị hãy liên hệ với em Dung theo số điện thoại 0898 717 146 hay hoặc kết bạn Zalo với em Dung 0349 015 091. Em Dung ở khu 5 Ngọc Quan, Đoan Hùng, Phú Thọ ạ. Đấy. Mai Thái của em Dung đấy. Cây thì cũng không quá bé nhưng mà nó không lên cao. Nằm bò ra đây. Đấy, cô bác anh chị nhìn này là kỹ là rõ đúng không ạ? Này là rõ đúng không ạ? Đấy. Gốc đây. Đấy. Cành mọc từ dưới gốc lên nhá, có ba anh chị nhá. Mọc từ dưới gốc mà lên là nó không lên thẳng. Nó bò ra. Cảm ơn bà con, cô bác, anh chị đã tin tưởng em Dung suốt thời gian qua và từ nay về sau nữa. Nếu bà con, cô bác, anh chị có nhu cầu đặt cây giống hoặc cho em Dung bao tiêu sản phẩm lá từ những năm trước đổ về bây giờ và sau này, nếu bà con, cô bác yêu cầu em Dung bao tiêu sản phẩm, em Dung sẵn sàng ký hợp đồng bao tiêu từ cành giống cho đến lá. Nếu bà con cô bác tin tưởng thì hãy liên hệ với em Dung ạ. Em Dung sẵn sàng bao tiêu sản phẩm và sẵn sàng cấp giống cho bà con cô bác anh chị. Chuẩn giống, chuẩn giá. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở những chia sẻ tiếp theo.